Cập nhật giá vàng hôm nay, những điều sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên khi Mỹ vỡ nợ, xu hướng của vàng sẽ diễn ra như thế nào thời gian tới. Hiện tại giá vàng SJC đang ở mức 66,55 triệu đồng mỗi lượng mua vào, còn bán ra 67,19 triệu đồng mỗi lượng vàng. Nhiều nguồn tin cho rằng Mỹ sẽ vỡ nợ, trên thực tế mọi thứ đã xảy ra và chính phủ Mỹ đang gặp khó khăn. Khái niệm nâng trần nợ công thực ra chỉ là cách mọi người nói với nhau như vậy. Vấn đề của chính phủ Mỹ bây giờ là đang nợ quá nhiều và chi tiêu của họ thì lại rất khó khăn để giảm bớt. Họ không muốn cái bong bóng đó vỡ mặc dù thực chất nó đã quá chật hẹp. Dù vậy hoạt động tài chính, các doanh nghiệp, hệ thống nhà băng sẽ vẫn vận hành theo đúng quy định của pháp luật cho đến khi có những quyết định nâng trần. Hàng loạt các hệ lụy sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp khi chính phủ Mỹ vỡ nợ. Ví dụ như quyền lợi các tổ chức sẽ phải được chi trả, trong đó có cả quân sự, y tế. Số việc làm sẽ bị mất đi gia tăng, dự báo khoảng 10 triệu người Mỹ sẽ mất đi việc làm. Các hoạt động cấp vốn cho doanh nghiệp từ nhà đầu tư thông qua thị trường tài chính giảm đi rõ rệt. Điều này kéo theo sự thiếu đói vốn đầu tư để phát triển kinh tế. Số lượng việc làm lại càng mất đi nhiều hơn. Đời sống của người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp trước tình thế đó người dân ưu tiên dòng tiền để tru cấp cho cuộc sống sinh hoạt tiêu dùng hàng ngày thay vì đầu tư tích chữ vàng đây sẽ là một trong những lý do khiến cho giá vàng có thể giảm xuống nhiều trong thời gian tới nhưng không thể phủ nhận với người có sẵn tiền đây sẽ là thời điểm mọi người mua vàng vào nhằm chờ đợi thời cơ